Ngay sau đây, Hồng Phúc xin mời quý thính giả cùng đón nghe phần 7 của hồi ký mang tựa đề Trận Pleymer năm 1974, hồi ký của tác giả Vương Mộng Long. Tóm tắt kỳ trước. Những ngày sau đó, căn cứ Pleymer bị siết chặt vây hãm, những đơn vị bạn cứu viện bị trận đánh từ xa. Thiếu lương thực, những chốt tiền đồn đành rút bỏ. Hai chiếc trực thăng của đại tá Từ Phấn bay vào tiếp tế cho trại. Nhưng hai món quà, thuốc lá và rượu thì bị lọt ra ngoài vòng đai hàng rào căn cứ. Đêm ấy gió theo hướng đông tây, những người trấn thủ mặt đông của trại đều ngửi thấy mùi thuốc lá thơm bay trong gió. Thùng thuốc lá tiếp tế của đại tá Từ Phấn đã rơi ngay giữa đội hình của Trung đoàn 48 Sư đoàn 320A Bắc Việt. Trong những ngày sau, tôi không được thông báo tin tức gì liên quan đến các hoạt động của quân bạn. Nhưng trên máy thu thanh thì đài BBC loan báo nhiều đơn vị tác chiến Việt Nam Cộng Hòa đang được điều động từ Ban Mỹ thuật lên Pleiku để tăng viện cho quân trú phòng ở Pleymer. Tin tức này làm cho tinh thần tôi thêm phấn chấn. Vì thế tướng Nguyễn Văn Toàn tiếp tục tung thêm quân vào trận địa, thì tôi chỉ cần cố gắng gồng mình chịu đựng ít lâu nữa, sứ mạng của tướng Toàn sẽ hoàn thành. Đem chiến thắng đặt trên bàn hội nghị, xin thêm viện trợ. Từ căn cứ hỏa lực 711 qua tần số của máy truyền tin PRC-74, có một phóng viên chiến trường của Nhật báo Trắng Đen xin gặp tôi để phỏng vấn. Hôm đó, anh phóng viên đã được tận tai nghe người chỉ huy Pleymer kể lại chi tiết diễn tiến trong gần 2 tuần lễ ác chiến giữa một tiểu đoàn biệt động quân biên phòng và hai trung đoàn thiện chiến bậc nhất của quân đội Bắc Việt. Anh ký giả này nài nỉ tôi cho phép anh ta đáp xuống Pleymer, ở lại đây cho hết thời gian chiến dịch. Hầu có tin tức sốt dẻo hàng ngày gửi về Sài Gòn. Tôi cũng rất ngưỡng mộ sự can đảm của anh ký giả, đồng thời đáp lại sự đam mê của người bạn mới quen ấy. Tôi vui vẻ nhận lời cho anh vào cùng biệt động quân chung lưng đội pháo, núp đạn, lặn ngụp trong sao thông hào ít lâu cho biết. Tiếc thay, anh bạn nhà báo này chờ cả tuần lễ mà không ai cấp phương tiện cho anh ta vào trại. Cũng thời gian này, mặt trận Thường Đức bắt đầu bùng nổ. Anh phóng viên báo Trắng Đen được lệnh bay ra Đà Nẵng lấy tin. Ít lâu sau, tôi nghe tin anh bạn này đã tử thương. Trực thăng chở anh trên đường vào trại Thường Đức đã bị cộng quân bắn hạ. Ngày xưa, trên các mục phân ưu đang trên báo chí hàng ngày, người ta thường đọc những tin chia buồn, tiếc thương các quân nhân đền nợ nước. Lần đầu người ta đọc được lời phân ưu của một thiếu tá biệt động quân và toàn thể quân nhân các cấp dưới quyền ông gửi lời thương tiếc một ký giả Nhật báo Trắng Đen vừa bỏ mình trên chiến địa. Chợt một hôm, liên đoàn báo cho tôi hay rằng trong ngày hôm đó sẽ có một cánh quân của Trung đoàn 53 bộ binh tiến vào bắt tay với Pleymer. Hôm đó trời nắng và không có trận pháo kích rạng đông như thường nhật của địch quân. Tôi leo lên chòi canh, đảo mắt quan sát một vòng quanh trại. Hầu như không một thước đất nào không có dấu đạn. Đạn cối của ta chen lẫn đạn pháo cối của địch quân. Xác cộng quân còn nằm phơi đầy trong rừng lau sậy ngoài rào. Trong gió, vang vang tiếng quang quác của loài quạ đen đang gọi bạn. Xa xa về hướng đông bắc, có nhiều cụm khói trắng ngồn ngột bốc lên. Rõ ràng,
một đơn vị di chuyển bộ đang có mặt trong vùng. Tôi nghĩ đoàn quân đang đi tới là trung đoàn 53 bộ binh. Có lẽ họ đang đốt lửa để nấu cơm hay hong khô quần áo. Họ còn cách tôi chừng 3 hay 4 cây số đường chim bay. Trong máy PRC-25 của tôi, bỗng có tiếng quần bạn gọi: "Thái Sơn đây Thanh Dương, nghe được trả lời." Tôi đã được thông báo Thanh Dương là danh xưng truyền tin của Thiếu tá Nguyễn Sương Lâm, người chỉ huy hai tiểu đoàn của trung đoàn 53, bộ binh đang tiến vào. Tôi vội trả lời: "Thái Sơn nghe Thanh Dương." Thiếu tá Lâm nói: "Báo cho Cùi 20 hay. Kỳ này anh dẫn theo một thằng em Cùi 21, tiếp tay cho chúng. Ba anh em mình chung lưng, thì không thằng Việt Cộng nào địch nổi. Chú nhận 21 cũng là dân đại đội B. Thái Sơn có nhớ ra hắn ta không?" Dứt lời, anh Lâm cười khà khà vui vẻ. Cùi, tức là danh từ dùng để gọi những sĩ quan xuất thân trường võ bị từ khóa 16 trở về sau. Tôi cũng cười theo anh. "Nhớ chứ, anh ra trường thì chú Nhẫn nhập trường. Anh và chú Nhẫn ở trung đội 5, còn tôi ở trung đội 6. Tiếp đó là tiếng Thiếu tá Cao Mạnh Nhẫn, người chỉ huy tiểu đoàn 3, trung đoàn 53, đi chung với bộ chỉ huy nhẹ của Thiếu tá Lâm: "Thái Sơn ơi, hồi đó các ông khóa 20, quần tụi tôi mệt muốn chết luôn." Tôi vui vẻ đáp: "Đừng than vãn nữa, các khung thần khóa 19 cũng quay tụi này như quay dế. Có thế anh em mình mới nên người." Chúng tôi, ba người đang có mặt trong trận Playme này, cùng xuất thân từ đại đội B, sinh viên sĩ quan của trường võ bị. Với ba khóa kế tiếp nhau, Nguyễn Dương Lâm khóa 19, Vương Mộc Long khóa 20 và Cao Mạnh Nhẫn khóa 21. Chú Nhẫn là oang oang. Tôi còn cách niên trưởng chừng 3 click nữa. Tình hình yên tĩnh như đi nghỉ mát. Hai ngày nay tôi tìm hoài mà chẳng thấy thằng Việt Cộng nào cả. Click có nghĩa là cây số. Thấy một ông đàn anh và một ông đàn em chuyện trò thật vô tư, hồn nhiên, tôi cũng cảm thấy vững tâm, hy vọng họ sớm bắt tay với đơn vị mình. Nhìn vào những cụm khói trắng bao vùng một vùng phía xa xa, tôi đoán chắc hai tiểu đoàn của quân bạn đang dừng quân trên vùng bình nguyên bắc suối Lé. Địa thế ở đây là đồng xanh, xen kẽ cỏ lau cùng những cụm tre gai thấp, cách nhau vài chục mét. Đất của vùng này rất mềm, có thể dùng tay không mà moi. Chỉ một lúc sau đã có cái hố cá nhân, có điều mạch nước cũng nhiều. Hố vừa moi xong, vài phút sau đã đầy nước, đất xung quanh hố sụp xuống, thế là cái hố trở thành một vũng nước. Nếu phải đánh nhau trong vùng này, cách tốt nhất là ao xuống suối, bám bờ suối mà chiến đấu. Tôi nghĩ đoàn quân tăng viện đi lổ lộ thanh thang như thế đã hai ngày mà chưa xảy ra biến cố gì, thì có thể địch đã rút lui rồi. Tôi cũng đang cầu mong địch đừng đánh nữa. Nhưng hôm nay, sao tình hình yên ắng quá, mà tình hình càng yên tĩnh lại càng đáng sợ. Tôi biết chắc chắn rằng, từ mùa hè năm 1972, ở xứ Tây Nguyên này, sư đoàn 320A Cộng sản là một địch thủ mà bất cứ ai cũng không thể coi thường. Kỳ này mục đích của sư đoàn 320A là xóa sổ trại Playme. Playme còn đứng vững, chưa chắc gì chúng đã chịu bỏ sở mục tiêu nửa chừng. Tôi nghĩ nếu bị địch tập kích từ hướng Tây, thì hai tiểu đoàn của trung đoàn 53 chỉ có một con đường thoát hiểm là chạy về hướng Đông Nam, chỉ có vùng đó là không có địch. Tôi định góp ý với hai vị sĩ quan đồng môn, khuyên họ nên cẩn thận đề phòng,
nhưng e ngại sẽ đụng chạm tới tự ái của họ. Tôi nhỏ nhẹ: hai vị nhớ cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gắng giữ hướng 2400 ly giác. Lợi dụng buổi trời trong, tôi dùng ống nhòm để quan sát những vạt rừng phía ngoài xa. Có một chiếc quan sát cơ đang bay vòng vòng trên vùng cách Pleime chừng 5 cây số. Có lẽ cái máy bay thám thính này đang yểm trợ cho cánh quân của niên trưởng Nguyễn Sương Lâm. Đột nhiên tai tôi nghe tiếng pháo địch liên tiếp rộ lên từ biên giới Việt Miên. Trong đồn Pleime kèn báo động khô vang, mọi người chui vào hàm ếch. Tôi vẫn còn trên tròi canh, tôi đã thấy những đụn khói đen cuồn cuộn bốc lên trong rừng khói trắng. Những trái đạn đại bác 122 ly nằm dài, bay nhanh hơn những viên cối bắn cầu vồng. Khói đen đang bốc lên là do những viên 122 ly vừa chạm đất. Đoàn quân bạn đang trên đường tiếp viện cho tôi, bắt đầu nếm mùi mưa trái phá. Trong thời gian dài, chừng nửa giờ, ước lượng hàng ngàn quả đạn 122 ly, 105 ly, 120 ly và 82 ly đã rơi trên ngọn đồi lá thấp, chỉ có tre gai và cỏ tranh. Khi hai đợt pháo tập trung đánh trên khoảng rừng có diện tích chưa đầy 2 cây số vuông vừa ngừng, thì tôi bắt đầu nghe vọng lại tiếng súng tay nổ rền. Cùng lúc đó, hàng chục khẩu phòng không nhả đạn nhắm vào chiếc thám sát cơ. Không rõ chiếc máy bay có bị trúng đạn hay không, mà sau đó tôi không còn thấy bóng dáng nó nữa. Trong máy, tôi nghe Cao Mạnh Nhẫn hoảng hốt: Thái Sơn ơi, nguy quá, biết làm sao đây? Tôi gào lên: 2400 ly giác, chạy mau, 2400 ly giác. Trong ống nghe, tôi thấy Nhẫn lặp lại y chang, cho là chú ấy đang ra lệnh cho đơn vị xứ quyền: hướng 2400, chạy mau. Sư đoàn 320A Cộng sản đang thực hành chiến thuật bôn tập tập kích sở trường của họ. Cánh quân đang trên đường tiếp cứu Pleime, chưa phải là địch thủ ngang cơ của sư đoàn Cộng sản này. Lúc này căn cứ 711 đang bị pháo kích, cặp pháo thủ mắc bận phản pháo. Pháo binh ngoài Phú Nhơn ở quá xa, với không tới khu vực giao tranh, nên muốn giúp quân bạn, tôi chỉ còn cách dùng khẩu 105 cơ hữu của mình bắn một tuyến dài dọc theo tỉnh lộ để ngăn địch. Chờ một hồi lâu, tôi không nghe thêm tiếng nói nào của người đàn em khóa 21 là Cao Mạnh Nhẫn. Tôi cũng không nghe được tiếng nói nào của người niên trưởng khóa 19 là Nguyễn Sương Lâm. Cho tới ngày chiến dịch tàn, tôi mới biết niên trưởng Nguyễn Sương Lâm đã chết và bị bỏ xác tại chiến trường. Trong khi đó, cấp chỉ huy của anh Lâm thì đóng quân ở ngoài ngã ba Mỹ Thạch, trên quốc lộ 14, cách xa nơi anh Lâm tử trận một đoạn đường dài gần 20 cây số. Chiều hôm đó, Pleime lại bị pháo, trận pháo kích dài khoảng 1 giờ. Không ai ngồi đếm có bao nhiêu trái đạn đã rơi trên đầu chúng tôi. Tôi thì cứ báo cáo là hàng trăm trái. Không lâu sau là trận mưa truyền đơn kêu gọi biệt động quân buông súng đầu hàng. Tiếp đó hướng tây, nơi đây mình đã mở ra con đường dẫn tới khu đất trống giữa hai lớp rào cũ và mới hứng chịu đợt xung phong thứ 12. Lần này có phải cán binh Việt Cộng mang theo những tấm phán để làm thang. Chỉ sau 10 phút, đợt xung phong đã bị bẻ gãy vì thang phán của địch không đủ dài. Địch rơi xuống đất,
dưới đất là bãi mìn của không binh. Có những cán binh cộng sản vừa bắn đã ngã, thân mình đè trên một quả mìn. Quả mìn nổ, thân xác anh ta liền bay ra thành nhiều mảnh. Đứng trên nóc pháo đài số 5, tôi thấy thấp thoáng bóng người chạy qua chạy lại trong đám lau sậy, nơi khoảng đất trống giữa hai hệ thống hàng rào cũ và mới. Lúc khẩu đại liên tạm ngừng để thay xây đạn mới, tôi nghe tiếng bọn Việt Cộng gọi nhau: "Đồng chí Quang, đừng lên nữa, còn rào!" Cùng tiếng kêu la: "Chết tôi! A a, mẹ ơi!" Lẫn trong tiếng mìn và lựu đạn gài vừa phát nổ, oành oành oành. Dưới chân pháo đài, đang lúc hứng chí, hai anh xạ thủ phóng lựu M79 của đại đội 2 vừa bóp cò vừa la oang oang: "Biệt động quân, sát! Biệt động quân, sát!" Khẩu đại liên 30 trong pháo đài số 5 lại tiếp tục nổ giòn, mãi tới khi trung úy Song và thiếu úy Phước phải gào lên: "Thôi bắn, thôi bắn!" thì tiếng súng mới im. Hôm đó về phần đả viện thì địch đã thành công, nhưng về mặt công đồn thì chúng đã thảm bại. Những ngày sau, địch gia tăng pháo kích ban ngày, ban đêm liên tục dùng mìn phá rào. Có ít nhất là 4 cửa khẩu có chiều ngang cỡ 2 thước đã bị bộc phá của địch mở xuyên qua 6 lớp hàng rào ngoài. Cho tới nay thì 6 lớp rào trong vẫn chưa bị suy xuyển. Vì ngày nào cũng thấy cảnh vật xung quanh, nên vừa phát giác những cụm đất đỏ mới xuất hiện trên mặt đất sát vườn rau, lính gác cổng Bắc biết ngay đó là đường hầm do đặc công Việt Cộng vừa tạo thành, nên lập tức nổ súng báo động ngay. Chỉ vài chục phút sau thì đường hầm này đã bị lấp kín và bị gài vài trái lựu đạn M26. Cao nguyên đang giữa mùa mưa. Hôm trước trời trong mây cao, chỉ qua một đêm trời đã âm ô xám xịt với những trận mưa sông, mưa nguồn. Trong mưa tháng 8, hàng ngày trên tiền đồn biên phòng Pleme còn thêm những cơn mưa đạn cối 120 ly, 105 ly, 82 ly. Đặc biệt trong chiến dịch này, địch đã sử dụng truyền đơn như một loại vũ khí. Những quả đạn cối 82 ly nổ cao, bung ra từng chùm truyền đơn, nhìn như những lọn pháo bông đêm hoa đăng. Buổi sáng là loạt truyền đơn đầu, in những dòng chữ êm ái, bao dung, tình người thắm thiết. Hỡi các chiến binh ngụy Sài Gòn, các anh mau mau bỏ súng quay về với nhân dân. Nhân dân đang sang tay chờ đón các anh. Hỡi những người con lạc đường, hãy quay về với tổ quốc, với đồng bào. Buổi chiều sau đợt pháo kích hàng trăm viên, 122 ly, 120 ly, 105 ly, 82 ly, thì truyền đơn lại mang dòng chữ đọc lên nghe mà ớn: "Hàng sống, chống chết, tất cả ngụy quân đồn trú phải buông súng đầu hàng ngay, nếu không các anh sẽ bị tiêu diệt. Hãy kéo cờ trắng, mở cổng đồn, ngồi lại tập trung trước sân cờ chờ quân giải phóng vào tiếp thu. Hàng sống, chống chết. Tất cả các chiến sĩ đầu hàng sẽ được đối xử tử tế và phong danh hiệu anh hùng. Hãy quay súng bắn chết tên chỉ huy, rồi mở cổng trại, đầu hàng ngay." Mỗi lần pháo truyền đơn, có ít nhất 4 khẩu 82 ly nhả đạn từ hai vị trí chính Bắc và chính Tây. Truyền đơn đã phủ đầy mặt đất từ trung tâm trại ra tới hàng rào ngoài. Truyền đơn rải khắp nơi trắng xóa. Tôi biết có phải người lén cất kín trong tối mấy tờ truyền đơn của địch, nhưng tôi cứ lơ đi như không thấy. Hầu như đêm nào
tôi cũng chỉ chợp mắt được vài chục phút. Đi đâu, tôi cũng phải dẫn theo thiếu úy Phước và một toán cận vệ. Tôi không sợ trong đồn có nội tuyến, nhưng tôi sợ những tờ truyền đơn làm tinh thần người lính hoang mang. Cái đói và cái sợ có thể làm cho con người ta mất lòng tin mà làm bậy. Một buổi chiều, thiếu úy Phước thì thầm: Thái Sơn ơi, có ông thượng sĩ người Thượng vừa dẫn hai thằng lính chui rào trốn đi rồi. Ông thượng sĩ Ibanier và hai anh lính người Kinh của đại đội 1, tiểu đoàn 82 đã theo đường sao thông hào nơi cổng Bắc chui ra khỏi rào tìm đường ra quận Phú Nhơn. Ba ngày sau, toán tuần tra cổng Bắc phát giác xác ông thượng sĩ Ban và hai anh lính đã bị Việt Cộng bắn chết ở đâu đó, rồi bị kéo về phơi trên con dốc dẫn vào vườn rau để đe dọa những người còn tử thủ trong căn cứ. Có thể trên đường trốn chạy, toán ba người lính đào ngũ này đã bị Việt Cộng phát giác rồi bắn chết.